cho mọi người. Mình là Thủy, sắc đẹp spa. Hôm nay Thủy xin review một cái ca da khách hàng điều trị mụn Minh Thủy đã thành công sau chỉ 2 tuần đi lấy nhân mụn thôi. Thì Thủy xin mời các bạn xem lại những cái video mà Thủy đã điều trị cho bạn khách hàng này nhé.